quay cho cả nhà xem cái cuộc sống ở bên Mỹ như thế nào. Thời gian này thì thằng em mình nó cũng rảnh bữa nay luôn, thì hồi sáng mình ăn điểm sắm rồi về giờ này rảnh rảnh thì bà xã con em mình đang đổ bánh cuốn, em mình nó rảnh ra đây thì nó dỡ khớp xe lên, nó chuẩn bị thay nhớt xe nha cả nhà. Xe này nói chung là mỗi 3 tháng mình phải thay nhớt, đôi khi mình thay nhớt loại đặc biệt mình là 6 tháng thay một lần, mình thay loại nhớt thường thì 3 tháng. Thì cái này thằng em mình nó thay nhớt 6 tháng luôn, một lần thay hơi cực, cũng thay một lần 6 tháng luôn đó. Thỉnh thoảng mình chạy xe mình dỡ khớp xe lên, mình phải kiểm tra để bảo trì xe. Cái một tháng mình dỡ lên một lần mình kiểm tra bảo trì xe, hay trước khi mình đi đâu xa mình cũng phải kiểm tra nhớt máy xe có đầy đủ chưa trước khi mình đi xa, chứ không phải là lên xe là cái đời máy lên là chạy liền. Thì nhiều khi trong bộ phận xe nó thiếu nước hoặc thiếu nhớt, thiếu cái gì đó thì xe mình nó sẽ bốc khói, nó sẽ làm overheat, có nghĩa là nóng quá cháy máy. Nên bất cứ cái gì cũng vậy. Còn cái vấn đề thay nhớt thì 3 tháng một lần hoặc 6 tháng một lần. Đó, bây giờ lấy đồ nghề ra. Đôi khi nhiều khi mình có thời gian tự mình thay ở nhà luôn cả nhà nha, còn không mình đi ra tiệm. Đó là vấn đề mình rảnh hay là không có rảnh. Rảnh thì thay ở nhà, còn không rảnh đem ra tiệm cho người ta thay luôn. Đó. Còn những bảo trì xe đèn đuốc gì đó, mình biết sửa gì cái sửa, cũng như đèn bị đứt bóng hay gì mình sửa được, cái gì cũng sửa được hết. Nhưng mà những cái bộ phận mà càng nặng bên trong máy móc gì mình sửa không được, phải đem ra tiệm. Đây là xe Nissan 5 chỗ. Màu sắc cũng rất đẹp. Đó, bây giờ nắp nhớt nha. Xe Nissan 5 chỗ này. Ghế bên trong ghế da đen luôn. Cả nhà thấy cũng đẹp ha. Nó 5 chỗ chứ người Á Châu mình 4 người ngồi ngoài sau cũng được, thành 6 chỗ. Người nước ngoài người ta to lớn đó, thì người ta chỉ 3 người ở ngoài sau, 2 người trước. Còn người Á Châu mình ở ở dàn sau thì ngồi 3 người. À 4 người luôn ha. Đây là cái đồ đổi xe lên nha cả nhà, để mình thằng chui xuống gầm mình dặn cái nút nhớt ra để mình xả nhớt đó. Hành trình cả nhà thấy không, đẩy xuống phải đúng cái khớp nó nha cả nhà, đúng khớp nó xong mình mới đổi xe lên. Nói chung bên đây mình chạy xe là biết sửa gì mình sửa, còn không biết sửa mình mới đang ra tiệm, hay còn biết làm gì tự mình làm đỡ tốn tiền. Đó, đội lên đó cả nhà, đúng khớp đội xe lên, xe nó nhích nhích lên. Đó. Khi đội xong là mình phải để cái ghế này lên nè. Cả nhà biết để cái này lên làm cái gì không? Là để cho safety nó an toàn đó. Đó, khi mà lỡ cái này nó có bật xuống thì nó còn cái này nó giữ lại, nó không có bị đè mình biết không, ví dụ mình in cây trường hợp á, nên mấy cái này nó giữ lại nè, độ an toàn cho mình nè. Ở bên Mỹ này làm bất cứ cái gì cũng vậy, là cái an toàn trên hết nha. Mỹ nó kêu là safety first đó cả nhà, đó cái gì cũng là an toàn hết. Đây cả nhà thấy không, nguyên thùng đồ nghề đó, đầy đủ đầy đủ tiện nghi hết. Ở Mỹ cái gì cũng có hết trơn cả nhà, không thiếu món gì, chỉ thiếu tiền thôi. Đây là cục kêu mà kêu là mà tiếng Mỹ nó kêu là oil filter. Mỗi lần mình thay nhớt là mình phải mua cái cục này tại quầy bán chuyên bán phụ tùng xe. Mình thay nhớt mình tháo cái cục cũ bỏ, mình phải lọc bỏ cái cục oil filter mới này vô nha cả nhà. Bắt buộc phải làm nha. Đừng có làm biến mà cái xả nhớt rồi cái để cái cục cũ lại chả tiếp tục thì không có tốt cho máy nha. Có nhiều người thì khi làm biến cũng tháo cục này ra nè, cái xả nhớt bỏ nhớt mới vô thôi, để cái cục cũ không được, phải bắt buộc phải thay cái này, nên dàn máy xe mình nó mới chạy tốt được bền được nha. Đó là cái oil filter.
Đây là bình nhớt là mua nè. Mình bao chiếc xe là bao nhiêu, trọng lượng nhớt bao nhiêu thì mình mua bao nhiêu bình mình đổ vô. Nó cái mức kiểm tra khi mình đổ không có quá đầy mà cũng không có quá thiếu. Khi mình nhớt mình xài á, xếp 0W20 full synthetic, là cái này là nhớt này là xài 6 tháng thay một lần. Nhớt này nè, original. Là khi mình xe mình nếu mà trọng nhớt nó xài là OW20, mình phải mua OW20 nha. Mình phải cho mua cho đúng nhớt của nó. Đó, bây giờ em mình ở dưới dặn dưới gầm nè. Nó tháo cái con ốc ra để xả nhớt ra đó. Đó, nó đang dặn con ốc ra để cho nhớt chảy ra cả nhà. Đó nè. Khi mà tháo ốc ra nhớt nó chảy ra liền ha. Khi mình canh khi nào nó chảy hết nhớt là không còn chảy ra nữa rồi mình mới đóng cái con ốc đó lại. Rồi mình mới tháo cái oil filter cũ ra gắn vô rồi trước khi mình châm nhớt vô. Nãy giờ mình quanh chia sẻ với cả nhà nữa, trước khi mình cơi nâng xe lên rồi mình cơi hai cái cục này lên cho an toàn trước tiên hết, lỡ xe cái cục đổi nó có bị gì nó sụp nó còn có này nó đứng lại nè. Rồi cái ngoài sau xe là như thế nào, cái bánh xe sau hai bên là mình phải chêm hai cục sắt ở bên đây ở dưới bánh xe. Cả nhà biết tại sao không? Lỡ xe mà nó có sụp xuống á, nó không có bị lăn bánh, nó không bị lăn bánh, nó phải có cái cục sắt này nó giữ lại bên kia một cục luôn. Hai bên bánh xe sau là phải hai cục. Cái gì cũng phải an toàn trước tiên hết nha cả nhà. Ở bên Mỹ này bất cứ cái làm chuyện gì cũng vậy, là tiếng Mỹ nó kêu là safety first. Người Mỹ xây dựng nhà cửa hoặc bất cứ cái gì cũng vậy, họ làm an toàn trước tiên hết. Nên mình sống ở bên quốc gia tư bản, mình là người Á Châu, mình cũng phải học hỏi cái phong cách theo của đời sống của người tư bản. Mình học hỏi những cái hay, cái đẹp cho cuộc đời của mình. Tại sao cái đồ nước ngoài người ta nhập về hàng chất lượng cao? Bởi vì người ta làm rất là an toàn cả nhà. Người ta làm tỉ mỉ lắm, an toàn lắm, từ con ốc, từ cây đinh. Nên hàng nhập nó rất là chất lượng ha. Đây là cái nhà đó, cái lọc nhớt cũ nè, bây giờ tháo ra đó. Gần lát mình bỏ cái lọc nhớt mới vô. À, lọc nhớt cũ đó ha. Mình mua cũng phải cùng đúng hiệu, cùng size kích cỡ nó nha, chứ không phải là mua size nào nó cũng không gắn gắn được nha cả nhà. Cái miếng xanh này mình lót xuống để nó nằm khỏi bị dính dính dơ cái áo. Ở ở chỗ shop chuyên sửa xe thì nó có cái e nó nâng lên, nó nâng chiếc xe lên, còn mình ở nhà mình nâng bằng cái cây nâng này rồi chêm hai cái cục nâng ở dưới mình bợ xe lên thôi. Là Thùng này chạy đó 4.73 lít. 4.73 lít thùng này. Xe này chỉ có một thùng này thôi là đủ rồi cả nhà. Có nhiều xe động cơ nó to lớn hơn thì chắc một thùng rưỡi. Tùy theo loại xe thôi, tùy theo hiệu xe. Đó coi như là thùng nhớt này là 4.73 là hơn 4 lít rưỡi. Là đủ cho một chiếc xe này rồi, Nissan. Còn những xe thương hiệu khác thì có thể nhiều hơn chút tùy theo cái động cơ lớn hay Trước nhỏ. khi mình thay cái cục oil filter mới, mình phải ghi ngày tháng mình thay ngày nào tháng nào, để khi mình đổi thay nhớt á, mình mới biết cái ngày tháng đó mình thay ngày mấy tháng mấy, đến hết hạn là mình ghi cái số mai kim đồng hồ vô luôn, km đó. km À, đó vậy đó mình biết, cho mình biết có thấm á. à, trước sau đó mình đổ một miếng nhớt vô cái này cho nó thấm cái oil filter mới này nha. Đó, cái lý do tại sao nguyên cái oil filter mới này mình phải đổ nhớt vô đây là mình đổ nhớt vô đây khi mình hoạt động máy, cho máy nó hoạt động có dầu ở trong đây liền, nó không có bị khô máy, nó hoạt động là ở trong đây nó có nhớt sẵn luôn, nó làm cho máy Bây mình nó giờ không. em mình gắn cái oil filter mới vào, gắn xong bắt đầu dặn cái con ốc khóa nhớt lại rồi mới châm nhớt mới vào. Đó, bây giờ em mình nó cũng dặn cái oil filter vô rồi, bây giờ cũng lấy con ốc khóa nhớt lại rồi bắt ra lấy kèm dặn chắc nha. Cái con ốc Khóa nó rất số 14. khóa số 14, con ốc nó rất quan trọng, cả nhà phải dặn cho chắc nha. Chạy dặn không chắc là nó rớt xuống là nhớt nó xả ra là bọt dục bỏ nguyên cái máy xe luôn đó.
cái gì cũng phải an toàn là chính nha, safety first nha cả nhà. Làm gì phải cho có chất lượng nha, phải bắt chước những người tư bản, mình làm gì là phải chất lượng cái đó. Đây xong là cái quặng, mà đâu để cái quặng để chế nước nhớt máy vô đó. Xe này được 4 lít mấy nhớt, 6 tháng nhớt này, 6 tháng than lần. Đấy, cuộc sống ở Mỹ như vậy đó cả nhà nha, cũng không có rảnh thời gian đâu, ngày lễ nghỉ đi ăn đi uống xong về cái rảnh chút xíu là phải làm công chuyện này làm công chuyện nọ. Người ta kêu là thời gian là tiền bạc cả nhà. Đó, sau xi xong đóng nắp lại, đóng nắm nhất lại. À, sau khi nhất cũ mình đã lấy ra từ xe, bây giờ mình chúc vô cái bình này. Sau khi nhớt cũ mình thải ra rồi, mình chế lại vào cái bình mình mới chế vô cái xe, là cái bình này không nè, mình chế lại, lấy cái bình cũ này mình chế lại. Rồi cái này mình đem lại cái chỗ tiệm chuyên bán phụ tùng xe, mình đưa lại cho nó để họ recycle lại nha cả nhà, chứ không phải dục bừa bãi nha cả nhà nha. Đó, có càng hạ xe xuống rồi, rút cái đồ nó nhấc xong thì mình cũng kiểm tra nhất thắng rồi. Cái này nước lau kiến nè, cái lau kiến, cái kiến chắn gió đó cả nhà, đôi khi nó bị mờ bụi á, mình mở cái càng quạt lên nè, càng quạt lên thì xịt nước này vô yeah. Là mình châm vô, thấy thiếu rồi châm vô, nó châm vô cho nó đầy luôn, nhất rửa kiến chắn gió. Đây là bên nó dạng air filter nè cả nhà, đôi khi mình cũng mở ra coi, nếu mà nó có dơ đó mình phải mua cái mới mình thay vô nha, air filter, cái lọc air đó. Còn bên đây là dạng nước máy, nó làm cho mát máy đó, cái engine á, cái là cooling á, khỏi cần, tại vì nó có mức đây là đầy rồi, maximum nó có cái lần đây là đầy rồi, không cần châm vô thêm. Còn đây là nhất thắng nè, nó cũng có chữ maximum, có cái lần gạch đây là nhớt nó cũng đủ rồi, mình không có cần châm. Khi mình thay nhớt xong, bắt đầu mình đề máy xe lên để cho nhớt nó hoạt động đều hết, để mình kiểm tra lại một lần nữa nha. Máy xe nổ lên á, hoạt động để cho nhớt nó hoạt động nó đều hết, nó đưa vô cái oil filter nãy đó, nó nằm trong đó nó quạt cho đều hết luôn. Để khi mình chạy xe mọi thứ là nó safety, an toàn hết rồi. Mấy cái bên hông sân này em mình nó trồng bằng chậu nè, ớt hiểm là ôi cay lắm cả nhà, đầy đủ đó, nó trồng chậu tại vì ở đây nó làm xe măng á, đất nó ủi ra hết, nó làm xe măng bằng phẳng hết, còn mé vườn bên kia mới có đất nên nó không cần trồng chậu mà nó trồng bằng đất vườn luôn, còn này nó để chậu. Đủ loại rau, đây là cây chanh, chanh này lá chanh là ăn ngon lắm nha cả nhà, làm muối tiêu chanh này, sắc lá chanh vô bỏ chung với muối tiêu chanh và ớt nữa, ăn gà chấm muối tiêu ngon lắm. Đây là nguyên cái sân em mình nó làm hàng rào lại hết rồi, nó rộng như vậy nè, sân sau để đậu xe đó, đó cả nhà thấy không, hàng rào cứng xung dài tới xung quanh tới đó luôn. Đây là cái máy lạnh Central Air. Ở bên Mỹ này có hệ thống máy lạnh, máy sưởi cả nhà. Mùa đông thì có máy sưởi, mùa hè cũng có máy lạnh nha. Cái là hệ thống Central Air nè. Nó dẫn đường lạnh vào nhà hết, từ tầng dưới cho đến tầng trên phòng ngủ luôn nha. Đó là sân sau nó rộng vậy. Sân sau này là đậu được 3 chiếc xe được nha cả nhà, một chiếc đó, chiếc thứ nhì, chiếc thứ ba, thậm chí đậu được chiếc thứ tư luôn, nó rộng như vậy. Còn những cái dãy nhà mặt tiền bên đây cả nhà thấy không, đó cả nhà thấy hai bên đường ta đậu xe, có nghĩa là người ta đậu trước cửa nhà người ta, có nhà ta có những cái gara đậu xe, người ta đậu ngoài gara cũng được, đôi khi người ta làm biến thì người ta đậu trước cửa nhà. Nhưng mà cái đời sống ở Mỹ như vậy nè, cả nhà mình hiểu rằng trước cửa nhà mình
người ta có quyền đậu xe trước cửa nhà mình nha cả nhà, hoặc là xe mình có quyền đậu trước cửa nhà người ta, cái đó là kêu là công cộng. Cũng như thí dụ tối mình đi làm về, trước cửa nhà mình có người đậu thì bắt buộc mình phải chạy một vòng qua là cái kế nhà người khác coi có chỗ trống không, cái nhà người khác có chỗ trống thì mình có quyền đậu xe trước cửa nhà có chỗ trống, hiểu không? Không có xe công cộng thôi. Còn những cái phạm vi này mình tạo cái hàng rào bãi đậu xe của mình là quyền sở hữu của mình, không có ai được quyền phép đậu vào cái quyền sở hữu cái đất của mình nha.